xin mến chào tất cả các bác nhá. Và hôm nay là ngày 25 tháng 9 năm 2021 thì trung tâm Phạm Quyết Audio vào trong đạo lý Lý Nhân Hà Nam để phối ghép lên một cấu hình karaoke. Một cấu hình karaoke cho một đại gia đó nhá, một đại gia tại đất Lý Nhân, xã Đức Lý. Và với một cấu hình gồm 1, 2, 3, 4 dòng sản phẩm. Và đây là sản phẩm cũ mà gia chủ đã có. Và kết hợp với 4 dòng sản phẩm cộng với một cặp loa hàng full CA sao Bass 30 chạy bằng chép kèn titan. Và đôi trên là đôi của gia chủ cũ và đã được trung tâm kết ghép với 1, 2, 3, 4 và 5 dòng sản phẩm, kết ghép với 2 dòng sản phẩm của gia chủ các bác nhá. 5 dòng sản phẩm có những gì và giá là 20.700.000 các bác nhá. Đầu tiên thì đó là một em đẩy 4 kênh TG Aquatic, 4 kênh model là LA6480SA. Sản phẩm thứ hai đó là một em vang cơ với model K8 Pro. Sản phẩm thứ ba đó là một em lọc quần Eden Pro. Dòng sản phẩm thứ tư thì đó là một em nâng tiếng với model là CB800 Ultra. Và sản phẩm thứ năm đó là một cặp loa đến từ thương hiệu CA sao có mã F212, sử dụng Bass 30 và chạy bằng chép kèn titan. Và bây giờ thì trung tâm sẽ hát một đoạn karaoke để các bác nghe đánh giá chất âm với 5 dòng sản phẩm này trị giá là 20.700.000 các bác nhá. Đây. Miền Trung đất tôi dù xa đi, miền Trung ta dù đời qua, từ khi em xa về nhà, từ đó nhớ mong người ta. Mùa đông mây lờ trôi trời, miền Trung lắm bạn tình người, cho em nay bao đông mà em chưa về đến nơi. Sao đôi nhớ ai mà đến đêm vẫn còn thương, chẳng khi nhớ ai, chẳng vừa giữa lòng tiếng cười lòng anh. Và các bác nào cũng muốn quan tâm thì mua sắm cho gia đình mình một cấu hình karaoke như của bác Thúy Hinh ở đạo lý Lý Nhân Hà Nam thì alo cho trung tâm với số điện thoại 0325 004 686
địa chỉ trung tâm tại 192 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam. Và xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.